Một đang lên kênh YouTube là Trại Bò Thành Trung 2 gì với Trại Bò Thành Trung ha. Anh chị mà có vô tình mà lướt qua xem được cái kênh đó, Trại Bò Thành Trung với Trại Bò Thành Trung 2, anh chị cho em xin nút like đăng ký kênh anh chị. Tại vì em đăng hai tên YouTube anh chị. Hôm nay em đang giao bò cho khách luôn anh chị ơi. Giao về các tỉnh miền Đông ha anh chị. Miền Nam. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha anh chị. Bữa nay em về quận bò cũng khá đông anh chị ơi. Còn chú anh chị gần xa có nhu cầu mình bắt những mẫu bò gì cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha anh chị. Bò đực, bò cái, bò mẹ con, bê thịt, bê cái là đem đều có hết anh chị. Em là chuyên về các loại bò ha anh chị. Bò thịt, bò giỏ, bò cạo, bò bê là em đều có hết ha. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo giùm bên em. Đây xe này em đang vận chuyển về Sài Gòn anh chị. Các tỉnh lân cận anh chị, Đồng Nai, Tây Ninh, Bến Tre anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em. Mã số 1 anh chị. Con đực mù còi ha. Con đực này nói chung là biên lực tròn rẻ anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 1 cứ alo trực tiếp giùm em anh chị ơi. Con đực này hiện tại cái giá tại tường chạy chuồng của em là 6.8 anh chị. 6.8 cho con đực mù còi ha. Đực kem anh chị, rất là biên anh chị. Còn chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cái alo trực tiếp giùm em. Đây. 6.8 anh chị cho con đực mù còi ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt á liên hệ trực tiếp bên em anh chị. Anh chị bắt cho em xin 100.000 xe nha anh chị. Bò này chả có lời. Rất là mềm anh chị. 6.8 cho con đực mù còi. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em anh chị. Em đang có chiếc xe về các tỉnh như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều có chiếc xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu xài alo giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 6.8 cho con đực mù còi anh chị. Hàng rất là pin anh chị. 6.8. Chú anh chị gần xa có nhu cầu xài á, liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Đực mù còi. Đực kem F2 lần hoàng anh chị, đực kem F2. Giá tại chuồng em là 6.8 nha. Anh chị thấy nó rất là pin anh chị. Nó chanh anh chị. 6.8 cho mã số 1. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, alo trực tiếp cho bên em ha. Và mã số 2 anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 2 alo trực tiếp cho mình anh chị. Một con kem F2, một con kem F1 anh chị. Bò này là cứng tháng anh chị ơi. Con đầu tiên là luồng tháng nó tầm khoảng 7 tháng rưỡi anh chị. Con sau tầm khoảng 8 tháng rưỡi anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho em anh chị ơi. Em show cho anh chị một cặp ha. Cặp bò này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 25 triệu rưỡi anh chị. Cặp bò lỡ ha, 25 triệu rưỡi một cặp anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 2 cứ liên hệ trực tiếp cho em. Xương sóc đứng thẳng gắn anh chị. Cái có cặp này anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp cho bên em ha. 25 triệu rưỡi. 25 triệu rưỡi cho mã số số 2 anh chị. 25 triệu rưỡi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Mã số 2. Giá tại chuồng em là 25 triệu rưỡi anh chị. Con này là xương sóc đứng thẳng gắn rất là dài đòn anh chị ơi. Đó. Cô chú anh chị thấy gần xa có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp cho em anh chị. Anh chị mà có vô tình mà lướt qua xem được cái kênh của video á, Trại Bò Thành Trung 2 á, anh chị cho em xin nút like đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung 2 giúp em anh chị. Giá tại chuồng của em là 25 triệu rưỡi một cặp đực kem anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, alo giùm anh chị. Xương sóc đứng thẳng gần rất là dài đòn anh chị ơi. Con bò này đó có cái thẹo mà có cục u bằng tay cái em nhìn anh chị, là người ta chích anh chị, ta chích ngừa cho nên nó bị ép xe anh chị. Anh chị thấy dằn lai hết hồn không anh chị. Cái con kem đầu tiên là mắc hơn cái con sau nha anh chị. Đó. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em. Đó. Con sau là bự hơn anh chị, bự hơn ha, dai cũng hở hết anh chị ơi. Giá tại chuồng em một cặp là 25 triệu rưỡi cho mã số 2 anh chị. 25 triệu rưỡi cho mã số 2. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp giùm anh em để em ghép xe đi khắc tỉnh cho anh chị ha anh chị. Con kia thì cứng bò ha anh chị. Con kia là bự bò lắm đó anh chị ơi. Nó tầm khoảng 8 tháng rưỡi, 9 tháng luôn anh chị. Con này tầm khoảng 7 tháng rưỡi anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, cứ liên hệ trực tiếp giùm anh em ha. Giá tại chuồng của em là 25 triệu rưỡi cho cặp đực kem ha anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp giùm anh em để em ghép xe đi khắc tỉnh cho anh chị ha anh chị. Sóc Trăng nè, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều có xe ghép hết anh chị. Con bò đầu tiên này là yếu mét mốt anh chị, yếu mét mốt trên mét, yếu mét mốt. Con sau là trên mét mốt, yếu mét hai bò anh chị. Con sau là trên mét mốt, yếu mét hai bò. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha. Anh chị thấy cấp mình khung hình là ok hết anh chị ơi. Bò này là giá tầm trung nha anh chị. Anh chị nào quan tâm á thì cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha. Đó. Hai con này nói chung là con 8 con 10 anh chị, con sau là bự lắm anh chị. Con sau thịt nó trong người nó tầm khoảng 70 kg đó anh chị. Tại vì em bán nó còn cấn bò nuôi một tí anh chị. Về bữa nay được có con cặp đực anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm á cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ơi. Này, giá tại chuồng của em là 25 triệu rưỡi một cặp ha. 25 triệu rưỡi.
Đây, con thứ hai anh chị. Hai con 25,5 triệu. 25,5 triệu cho mã số 2. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, cứ alo trực tiếp cho bên em ha. Đây. Đây, rất là pin ha anh chị. Pin lực ha. Con này là hàng pin lực ha anh chị. Rồi có hai con em show vô một cặp luôn cho anh chị ha. Tiếp tục mã số 3 anh chị. Em show cho anh chị là hai con cái này dạng như cái ngé anh chị. Giá tầm trung ha. Hai con này nó lông hơi rọn tí anh chị, chiều cao là trên 90 phân anh chị ơi. Hai con độ này là cứng tháng anh chị, tầm khoảng 6 tháng mấy hết trơn anh chị ơi. Đây. Có con bò trắng này em xịt cái nó bị ve đó, xịt cái em nó bị hơi ve mắt tí anh chị. Nó chạy nước gàn anh chị. Chứ không bị gì anh chị. Đây, cặp bò này hiện tại đầu tiên là giá tại vườn của em là 13 triệu anh chị. 13 triệu cho cặp cái ngé anh chị. Anh chị nuôi là bao lỗ anh chị. Bò rất là mềm anh chị ơi. 13 triệu cho một cặp ha. Hai con cái kem anh chị. Cái mắt nó đổ gèn là em xịt thuốc cái ve đó anh chị. Anh chị có nuôi bò anh chị biết ha. Em xịt thuốc nó ve cái nó văng vô mắt nó bị đổ gèn anh chị. Đây, cặp bò này hiện tại giá tại chuồng em là 13 triệu cho anh cặp ha anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Một con kem vàng, một con kem trắng anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ alo trực tiếp cho bên em. Mã số 3 anh chị. Em đang có chuyến xe về Tây Ninh vậy, Bình Phước anh chị, Đồng Nai. Bình Đồng Nai anh chị, Bình Thuận ha. Các tỉnh lân cận như Sài Gòn là đều ghép được hết anh chị ơi. Còn chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp cho mình em ha. Đây, anh chị thấy rất là to, rất là bự anh chị. 13 triệu một cặp anh chị. Đây, đây là con cái tơ anh chị, chiều cao là trên 1m1, 1m2 bò anh chị ơi. Bò này là cực kỳ đối luôn anh chị. Chủ bỏ bê ha. Con bò này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 10 triệu anh chị. 10 triệu cho mã số số 3 anh chị. Anh chị nào có điều kiện mà có nhu cầu mà mình nuôi cái bò này là em bao lỗ anh chị, không có đường lỗ anh chị. Anh chị thấy gom mướt nó ăn cái gì anh chị. Bò này để nái được bình thường anh chị, còn tơ anh chị. 10 triệu cho mã số số 3 anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài á, cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em. Mã số 3. Anh chị mà có vô tình mà lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung á, anh chị cho em xin nút like, được đăng ký kênh, ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Lâu lâu em được những con cái tơ mà giá tầm trung như vậy chứ khó kiếm lắm anh chị ơi. Hiện tại giờ bò nó cũng hơi hiếm anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 10 triệu anh chị, 10 triệu cho con cái tơ. Bò này sinh sản bình thường anh chị. Đó. Anh chị nào quan tâm liên hệ giùm em anh chị. Cặp cái ngé này là hiện tại giá tại chuồng của em là 13 triệu anh chị. B là đủ ký hết rồi anh chị ơi. Đó. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, liên hệ giùm em ha. B 13 triệu ha. Đây, một cặp. Đây, con cái tơ này là 10 triệu anh chị, cái tơ 10 triệu. Xương sóc đứng thẳng thẳng rất là dài đòn anh chị. Em mới bắt về luôn anh chị, cho nên nó còn ướt, nhìn thấy nó hơi xấu tí anh chị. Đó. Anh chị nào quan tâm á, cứ liên hệ giùm em ha anh chị. Giá 10 triệu con cái tơ, cặp nghe cái là 6 là 13 triệu anh chị. Một cặp cái tơ là 13 triệu. Anh chị thấy nó ăn cực kỳ ăn luôn. Bò này anh chị về nuôi là thiệt. Bao lời luôn anh chị. Ăn gom này gom ướt anh chị. Gom ướt mà nó ăn cái cỡ dày nè anh chị. Thấy cực kỳ luôn. Đó. Chủ tao không có điều kiện nữa, tao bán cho em chứ tao cũng tiếc lắm anh chị ơi. Mua bò lớn về mà có 10 triệu anh chị. Rất là to ha. Qua mẹ con mã số 4 anh chị ơi. Con mẹ Pháp tơ đẻ một lứa một anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm em anh chị ơi. Mẹ Pháp anh chị dính con nghe được 3B anh chị, 3B bông anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài á, cứ alo trực tiếp giùm em anh chị ơi. Con mẹ còn khá là mập bò anh chị. Con mẹ này em bao anh chị tầm khoảng 90 kg anh chị. Và 90 kg thịt anh chị. Con dính con 3B bông ha. 3B bông xám anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 4 alo trực tiếp anh chị. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con cái đực anh chị. 23 triệu cho mẹ con cái đực. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho mẹ anh chị. Con bò này còn khá là mập, rất là dày bò anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Tơ một lứa bò một anh chị ơi. Chút một xíu là mẹ nó luôn anh chị. Mẹ của con bò này luôn ha. Em bán mẹ một con luôn để con cho em, nó rất là cực kỳ đẹp luôn anh chị. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt á, mã số 4 á, cứ alo trực tiếp cho này. Mẹ kem con cái con đực 3B bông anh chị. 3B bông xám nha. Nó bông anh chị thấy không? Cực kỳ mắc sữa luôn anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài mẫu bò mà đẹp gì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị. Giá tại chuồng của em là 23 triệu anh chị. Cho mẹ con cái đực ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị ơi. Em đang có chuyến xe về các tỉnh như là Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều có chuyến xe ghép hết anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhấc máy alo trực tiếp giùm bên em để em ghép xe đi cho anh chị ha. Cái đít con bò như cái thúng này anh chị, cực kỳ mắc sữa luôn anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm á, liên hệ giùm em ha. Rất là đẹp bò anh chị. Anh chị nào quan tâm á, liên hệ giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con nghe được. Mẹ Pháp con nghe được 3B bông anh chị. 23 triệu cho mẹ con nghe được.
Hay anh chị thấy bự hết hồn không anh chị? Bự cực kỳ luôn anh chị, tơ một lứa một trái sữa rất là tốt luôn ha. Em mới về con bò này nó xốc xe nó lên giống luôn anh chị. Đây. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con cái đực. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp cho bên em để em ghép xe ra giao cho anh chị ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh á, anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp giùm em. Anh chị mà có vô tình lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung 2 á, với Trại Bò Thành Trung á, anh chị cho em xin nút like rồi đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung 2 giúp em ha anh chị. Đây, rất là bự bò anh chị. Chỉ 23 triệu mình xô được một bộ mẹ con nghe được 3B ha anh chị. 3B xám, 3B bông anh chị ơi. Anh chị có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em ha. Đây, con bò rất là chỉnh bự luôn anh chị. Rất là chỉnh bự luôn ha. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em. Chỉ 23 triệu sổ được một bộ mẹ con giá đực ha anh chị. Ba bê bông. Bông Nhật ức ha anh chị. Đây. Mẹ là mẹ Pháp anh chị. Mẹ Pháp. Con giá đực ha. Đây. Cô chú anh chị nào quan tâm á, alo giùm em ha. Một lứa một duy nhất anh chị ơi. Bò này xé mặt xé lưng là điều chính luôn anh chị. Tại vì con mẹ là mẹ xin đẻ ra đó anh chị. Cho nên nó gây qua chuẩn lắm anh chị. Anh chị xem mông nít đó anh chị, cái lưng con nè. Nó rang tay em anh chị. Con mẹ này cực kỳ vip luôn anh chị. Anh chị để nái thì liên hệ với anh chị. Móng sò xương sóc lớn nhất là thẳng anh chị. 23 triệu cho mẹ con cái được. Tiếp tục mẹ con bô anh chị. Bò này trái sữa thì thôi khỏi bàn anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 cứ alo trực tiếp cho mẹ anh chị. Mẹ bô đẻ tầm khoảng 3 con anh chị. Trái sữa là chà bá lửa luôn. Bò này em đo ngay giữa lưng nó tầm khoảng 1m2 bò trở lên anh chị. Từ 1m2 bò ha. Giữa lưng anh chị ơi. Trái sữa là khủng khiếp anh chị, dính con cái được 3B ha. Mẹ con này hiện tại giá tại chuồng em là 20 triệu 700 ngàn anh chị, 20 triệu 700 cho mã số số 5 anh chị, 20 triệu 700 cho mã số 5. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mẹ bô con nghe được bê bông thì cứ nhắc máy alo trực tiếp cho em anh chị. Lâu lâu xuống được những cái bộ bò mà nó đẹp như vậy chứ khó kiếm lắm anh chị ơi. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho em anh chị. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho em ha. Trái sữa rất là to anh chị, trái sữa là chà bá lỡ luôn anh chị, thấy đứng từ xa trái sữa hết hồn không anh chị. Giá tại chuồng của em là 20 triệu 700 ngàn cho mã số 5 anh chị. Em đang có chuyến xe về Tây Ninh anh chị, Bình Phước anh chị, Đồng Nai ha, Củ Chi, các tỉnh lân cận đều chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp thì bên em. Giá tại chuồng của em là 20 triệu 700 ngàn cho mã số 5 anh chị. Bò là rất là to, rất là bự anh chị ơi. Anh chị mà có vô tình mà lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung của em anh chị, anh chị cho em xin nút like được đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Rất là bự bò luôn. 20 triệu 700 ngàn anh chị. 20 triệu 700 cho mã số số 5. Bò này là nói chung là quá đỉnh luôn anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm bên em ha. 20 triệu 700 ngàn cho mẹ con nghe được cái gì, cái được ba bê bông anh chị, ba bê bông. Đây đây, anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Giá tại chuồng của em là 20 triệu 700 ngàn cho mẹ con mã số 5 anh chị. Con mẹ này rất là bự bò anh chị, tàn tới sữa rất là lớn luôn. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em để kiếm xe đi các tỉnh anh chị. Đây, rất là bự anh chị. 20 triệu 700 ngàn cho mẹ con cái đực ba bê bông. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha anh chị. 20 triệu 700. Đây, cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài á, alo trực tiếp cho bên em anh chị. Giá tại chuồng em là 20 triệu 700 ngàn cho mẹ con anh chị. Anh chị xem thấy sữa nó căng nè anh chị, chà bá lửa luôn ha anh chị. Cung mình cắt mình là dữ dằn ha anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. 20 triệu 700 ngàn cho mẹ con mã số 5 ha anh chị. Mẹ xin con nghe đực ba bê anh chị. Đó, con đó anh chị thấy đang liếm con đó anh chị. Đó, con là cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. 20 triệu 700 ngàn cho mẹ con mã số 5 ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Bò này đẻ tầm 2 hoặc 3 lứa mới đầu về anh chị. 2 hoặc 3 lứa ha. Đẻ con là anh chị thấy khỏi chê, cực kỳ đẹp luôn. Dàn con đó là cực kỳ luôn anh chị, cực kỳ tốt luôn anh chị. Anh chị nào quan tâm liên hệ giùm em ha. 20 triệu 700 ngàn cho mẹ con mã số 5. Anh chị gần xa có nhu cầu xài alo giùm em ha. Khung đàn rất là lớn anh chị. Qua mẹ con mã số 6 anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp giùm em anh chị ơi. Con mẹ là chiều cao chơi 1m2 bò anh chị. Từ 1m2 bò trở lên dính con cái 3B anh chị. Bò này nói chung là lú tiền hết anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em anh chị. Đây. Bò này đã tầm khoảng 2 lứa hoặc 3 lứa mới đầu về anh chị. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 22 triệu cho mẹ con cái anh chị. Bò này phối được tầm khoảng 2 tháng rồi anh chị. Con ba mẹ anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ alo trực tiếp cho bên em ha. Giá tại chuồng của em là 22 triệu cho mẹ con cái. Con thì nó lung lú tiền hết anh chị ơi. Anh chị thích con cái vẫn tiết ra được bình thường ha anh chị. Đó. Hết trái này hiện tại mà tách ra từ tầm khoảng 12 triệu rưỡi anh chị. Con cái anh chị.
anh chị để còn lại cho em cũng được ha. Anh chị bắt hết thì giá tại chuồng em là 22 triệu cho mẹ con ha. Con mò này giống như là mẹ ba bê để ra anh chị ơi. Con mẹ là mẹ ba bê để nó ra ha anh chị, cho nên nó có bông anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 6 cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Giá tại chuồng của em là 22 triệu cho mẹ con hai cái ha. Anh chị gần xa có nhu cầu mình nuôi để nái thì cứ quan tâm giúp em ha anh chị. Giá tại chuồng của em là 22 triệu cho mẹ con mã số 6. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha anh chị. Đây, bò nói chung là cũng khá rất là khá bò ha anh chị. Bò mẹ con và được bò cái ha anh chị. Đều có hết, anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp bên em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận thì chuyến xe ghép hết anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 6 cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha anh chị. 22 triệu cho mẹ con cái anh chị. Mẹ này kêu anh kêu bằng con kem bông cũng được ha anh chị, kêu bằng con ba bê kem cũng được ha anh chị. Tại vì nó có bông anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em anh chị. Bò này nói chung là rất là sạch, rất là dài đòn anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em ha. Bò này nói chung là mình phân lú tiền hết anh chị. Con cũng lú tiền, con mẹ cũng lú tiền luôn ha. Đó, anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp cho bên em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha. Đây, rất là bự bò ha anh chị. Có chú anh chị mà vô tình mới lướt qua xem được cái kênh Trại Bò Thành Trung 2 á, anh chị cho em xin lúc like đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung 2 giúp em ha anh chị. Đây, anh chị thấy con mẹ là cực kỳ to luôn ha anh chị. Em đứng rất là xa để cho anh chị hình dung hết cái con bò mẹ đó ha anh chị. Em quay là anh chị thấy là xương móng là mình đứng cái khoảng cách anh chị đứng rất là xa để cho anh chị xem ha. Con là hiện tại luồng tháng nó tầm khoảng 4 tháng bò đó anh chị ơi. Con á, anh chị nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho mình em ha. 22 triệu cho mẹ con nghe cái anh chị. Mã số 1 anh chị, con được mù còi ha. Con đực này nói chung là biên lực tròn trịa anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 1 cứ alo trực tiếp cho mẹ em anh chị ơi. Con đực này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 6 triệu 8 anh chị. 6 triệu 8 cho con đực mù còi ha. Đực kem anh chị, rất là biên anh chị. Còn chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cái alo trực tiếp giùm em. Đây, 6 triệu 8 anh chị cho con được mù côi ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt á liên hệ trực tiếp bên em anh chị. Anh chị bắt cho em xin 100.000 xe nha anh chị. Bò này chả có lời rất là mềm anh chị. 6 triệu 8 cho con được mù côi. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận thì có chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu xài alo giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 6 triệu 8 cho con được mù côi anh chị. À, rất là pin anh chị. 6 triệu 8. Chú anh chị gần xa có nhu cầu xài liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Cực mù côi. Cực kem F2 lần hoàng anh chị, được kem F2. Giá tại chuồng em là 6 triệu 8 nha. Anh chị thấy nó rất là pin anh chị. Nó chanh anh chị. Đó, 6 triệu 8 cho mã số 1. Anh chị gần xa có nhu cầu xài alo trực tiếp cho bên em ha. Đó. Đọc mã số 7 anh chị, em show cho anh chị là con mẹ Sin Lebo anh chị. Bò này có phối được tầm khoảng 2 tháng bò rồi anh chị ơi. Mẹ Sin Lebo dính con ngá cái 3B anh chị. Đây, cái B là cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi, bò này đúng tiền anh chị. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng em là 16 triệu 7 anh chị. 16 triệu 700 ngàn cho mẹ con anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp từ bên Trại Bò Thành Trung 2 giúp em anh chị. Cũng biết đồng thông chị bò đẻ tầm khoảng 2 hoặc 3 lứa mới đầu về anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài alo trực tiếp bên em ha. Giá tại chuồng của em là 16 triệu 700 cho mẹ con mã số 7 anh chị. 16 triệu 700 ngàn anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho em chị ơi. Con mẹ này chiều cao là trên 1m1 yếu 1m2 tí anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha. Như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều có chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 7 cứ liên hệ giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 16 triệu 700 ngàn anh chị ơi. 16 triệu 700 ngàn cho mẹ con mã số 7 ha. Anh chị gần xa có nhu cầu xài liên hệ giùm em ha. Cái sữa rất là tốt anh chị. Còn này xé mặt xé lưng là đều chuẩn hết anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em. Móng sò ha anh chị. Đây, cái sữa rất là lớn anh chị ơi. Con này lại bô quá anh chị. Lưng đây đều dày hết anh chị. Bò mẹ còn khá là mập ha. Anh chị nào quan tâm liên hệ giùm em ha. Đó, giá tại chuồng của em là 16 triệu 700 ngàn cho mẹ con mã số 7. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp cho bên em ha. Mẹ này gốc bô anh chị ơi, gốc bô á, nhìn cái mắt bô anh chị biết liền ha. Đó, con là cực kỳ mắc sữa luôn. Anh chị nào quan tâm mã số 7 á, alo trực tiếp cho bên em. Giá tại chuồng của em là 16 triệu 700 ngàn cho mẹ con mẹ bô, con nghe cái 3B anh chị.
16.700.000 anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài, alo trực tiếp cho bên em anh chị. 16.700.000 cho mẹ con ha, trái sữa là cực kỳ tốt luôn anh chị. Anh chị nào quan tâm liên hệ giùm em ha. Đây, rất là lớn bò anh chị. Đây, rất là lớn luôn. Anh chị nào quan tâm liên hệ giùm em ha. 16.700.000 cho mẹ con mã số 7 anh chị. Đọc mã số 8 anh chị, cho cái thịt anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cái thịt xin thì cứ alo trực tiếp anh chị. Bò này em coi là nó trên 100 kg anh chị. Anh chị nào quan tâm liên hệ giùm em anh chị. Con bò này hiện tại giá tại chuồng em là 16.700.000 anh chị. 16.700.000 cho con cái thịt ha. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cái thịt thì cứ quan tâm giùm em ha. 16.700.000 anh chị cho con cái thịt. Bò này dần đít dần dai, rất là dày bò anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm á, alo trực tiếp giùm anh chị. Hết hồng bò nó dày anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ giùm em ha. 16.700.000 cho mã số 8. Anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ giùm em ha. 16.700.000 anh chị. Đây, rất là đặc bò luôn này. Lưng quay đèn mở hết anh chị. Anh chị nào quan tâm á liên hệ giùm em ha. Đây, rất là bự bò luôn. 16.700.000. 16.700.000 cho mã số 8 anh chị. Cái xin thịt.